giáo sư. Thế chúng ta có thể hiểu hai cái hệ thống như vậy. Và cũng xin lấy một cái ví dụ để các bạn trẻ có thể dễ hình dung, chẳng hạn như là phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi chẳng hạn. Về đường lối chính sách đoàn kết dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Là bút này. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phát động chương trình tháng 10 tháng tiêu dùng số. Đây là một trong những sáng kiến nhằm hướng tới mục tiêu được thụ hưởng những lợi ích của chuyển đổi số, đồng thời giúp các doanh nghiệp công nghệ số được tiếp cận với đông đảo khách hàng tiềm năng. Thật, muốn kể lại bất cứ điều gì trên đời đều có thể được hết. Điện thoại đến tổng đài đường dây nóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhé. Có số điện thoại là 0298 99. Trực tiếp tổng đài đường dây nóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ở số là 0283991991. Rõ nha. Hoặc là quý vị tin nhận vô chơi nha, nè mấy con làm rõ lắm đức rồi nè. Đợi đúng hướng nha. Rồi, rõ chưa? Thấy mát nào không? Rất rõ nha anh em. Thứ tại Sài Gòn dò máy này nè. Một đài. Hai đài nè. Truyền thông cho biết. Ba đài. Đâu có số. Năm nhóm kỹ năng số cơ bản. Có tiếng là nói nha, không có im lặng nha. Dầu ham hố thế nào chơi thua hết sạch cả tiền bạc. Bốn đài. Năm đài. Sáu đài. Sáu đài nha anh em. Xong. Xong sát rồi, con nào đứt luôn nha, là bút nha. Tên dài sập đây nè. Đây. Đó, xuống. Qua sát đi chơi, còn là cái nắp pin không. Còn cái bó pin luôn nha mấy thầy. Tiêu chuẩn RIMBY rồi các kiểu nha. Đấy, đường mấy con đẹp đẹp đó. Đó, rảnh thì qua chơi vậy.